Đây là món quà của riêng anh tặng cho em luôn nhá. Ngoài em rất nhiều. Tài cái. Nice. Được, thằng này được. Tiếng gì đấy? Xích xích à? It không biết là chỗ các bác là bao nhiêu tiền một cân chanh nhỉ? Không biết là quán phở các bác là có dùng đến chanh hay không. Hôm nay thì mọi người thấy rồi, Xính Ngọc, Xính đang đi điệu phân ở nhà bố mẹ về. Lấy nhiều thế, khiếp. Nhiều đấy, 10 hố cơ mà. Hả? 10 hố cơ mà. Ừ. Không ít đâu. Đây, anh đưa máy cho Trọng đi. Anh em cùng luôn. Em thích trồng ở đâu Xính? Thế nên không thì em thích trồng ở đâu? Không, em nghĩ là bên này vài cây, bên chuồng dê vài cây nữa. Ừ. Dạ. Không thì mình cứ trồng ở đây thôi. Theo một dàn luôn. Theo một dàn thì sau này thu hoạch nó dễ hơn. Ừ. Là cứ đứng đây hái được thôi. Đấy. Thế, đằng nào là trước không mình cũng không mấy được ấy. Em chuẩn bị rau rồi, Xính ạ. Anh nói với em luôn, riêng cái chanh bốn mùa này ấy thì vặt mỏi tay mà nó nhanh lắm, một năm nó cho thu hoạch khoảng 4 lần. 3 4 lần đấy nhỉ. Tóm lại nó cứ tàn là nó lại bung hoa mà. Bung hoa tiếp. Đấy. Thì cái này là nhiều bác gọi là trồng cây hoa quả, ăn quả thì một năm có một lần thôi. Mà mình còn chưa tính là năm được mùa, năm mất mùa nữa. Đấy. Đấy, rất là thật ra thì bây giờ nói thật là bây giờ Xính có đất đai thì thích trồng gì thì trồng. Đấy. Hôm nay thì anh với anh Hiệp sẽ mua giống rau lên.
Tóm lại là khu này trồng rau hết. Hôm nay tranh thủ trời mưa thôi các bác nhá. Trước tiên là chân thành cảm ơn tấm lòng của anh Thảo đã phải nói là rất tinh tế để nhìn nhận cái quỹ đất của nhà em Xính. Thì anh chia sẻ với em, em thì chưa biết gì đâu, không biết là vát phân để làm gì đúng không. Đây là 10 cây chanh 4 mùa, chỗ có chỗ thì người ta gọi là tứ mùa. Đấy, thì cái loại chanh này thì sẽ cho mình, thứ nhất là em nuôi được gà, bọn anh lên là có lá chanh để ăn gà đã. Vâng. Đấy, đúng không? Phân gà vào cho đây cũng tốt nhá. Cho một cái cuốc nữa đi. Đây là chanh này anh. Cây chanh, không phải chanh, nếu mà chanh là chanh vẽ. Còn đây là quả chanh CH. Có quả luôn rồi đấy. Có quả rồi đấy. Đi lấy một cái cuốc nữa đi. Anh thì như vừa nói đấy là cháu Hiệp và phải nói là anh em mình lên hình để lan tỏa cái sự đồng hành của anh Thảo thôi. Bởi vì là không quay thì các bác lại không biết là nhiều khi anh em đi với nhau rồi là cứ nghĩ là anh em chỉ đi vì vài cái like hay là vì cái gì cả. Thật ra không phải ai cũng làm được những cái công việc như thế này. Hôm nay anh Thảo bỏ tiền của mình ra để mua cho vợ chồng Xính Ngọc. Phải nói là mưa thì anh em mình tranh thủ thôi chứ còn nắng thì làm việc khác rồi. Thì cứ đào hố thật to hết đi anh. Tranh thủ lên để mà trồng cây. Đây là 10 cây chanh. 10 cây chanh tứ mùa mọi người nhé. Đối với đặc thù thì mọi người các bác đã biết rồi, những ai trồng chanh thì biết rồi. Loại này thì cho quanh năm. Thứ hai là lá chanh cũng rất là thơm, nên là hy vọng rằng sau này em Xính nuôi được gà, anh em lên thì sẽ được thưởng thức gà cộng với lá chanh của anh Thảo. Đấy, lúc nào anh Thảo đi vắng thì anh em mình sẽ ăn. Được thế thôi. Thì hôm nay tranh thủ cái ngày mưa, đúng ra hôm nay cháu Hiệp sẽ lên đây lắp téc và các thứ. Nhưng mà mọi người nhìn thấy trời mưa thì cái đường dưới này thì nó đất đai thì không thể làm được gì. Nên anh em mình tranh thủ là lên quay ké anh Thảo, lan tỏa những cái tình cảm cũng như là những cái sự tính toán của các anh Thảo gửi tới Xính và Ngọc. Xong là em bây giờ lại xúc phân cho vào đấy, xong là Hiệp ở trên thì anh chuẩn bị 10 cây chanh. Cây này thì đã có quả rồi mọi người nhé. Đối với chanh này thì rất là mau có quả thôi. Thì hiện tại các bác thử comment xem là một cân chanh ở dưới các bác là bao nhiêu tiền. Còn trên cháu Hiệp hiện tại thì một cân chanh nó, nếu mà chanh tứ mùa thì cũng phải rẻ rách cũng phải 15.000. 35.000 đấy không ạ? 35.000 à? 35.000 đấy. À thế là chanh nhà em bán rẻ thôi. Chanh nhà cháu Hiệp thì toàn 15-20.000 thôi, nhưng mà chanh tứ mùa thì không rõ. Do vậy mà 10 cây này trước mắt là anh em mình gieo kỳ vọng vào cho nó là mỗi cây cho một cân đã nhờ. Thì một lần thu hoạch là đã 10 cân thì tức nghĩa là các em sẽ có khoảng 300.000. 300.000 tiền. Mà cái này có phải mất cái gì đâu. Thế thôi, chỉ thỉnh thoảng tưới nước xong là cái phân dê có đây này. Đấy. Xúc xong là cho vào thôi. Nói chung là mất tiền của anh Thảo là chính thôi chứ còn. Đấy. Trời mưa nên là mới trồng được, còn những ngày nắng thì chắc chắn là hôm nay mà nắng mà xe lên đường thì cháu Hiệp làm những cái việc khác ở nhà Xính Ngọc rồi. Nên là mọi người cũng xem video thì cũng hết sức là hiểu cho anh em mình. 10 cây rất là to. Cây này thì anh nói thật là đến Tết này thì em cứ chủ động nuôi gà đi. Chứ còn chanh thì thứ nhất là... Anh tính là đến tầm đến Tết là em có quả rồi đấy. Đúng rồi. Là sang năm là bắt đầu thu hoạch đều đều. Tại vì là trồng ở bầu thì nó sẽ không phát triển tốt bằng trồng ở ngoài như thế này. Đúng rồi. Yên tâm là khi mà có quả ấy, thì nếu anh Thảo không vào được thì anh sẽ vào thu mua cho em. Và anh mang ra ở ngoài thị trấn bán cho các cái quán phở, các hàng ăn nhá. Cứ yên tâm. Tóm lại là cứ làm ra đi. Chỉ sợ không có sản phẩm thôi. Chứ còn có sản phẩm thì chúng tôi bao tiêu hết. Đấy. Thì rất là nhiều khán giả như anh Thảo đã nói rồi. Là mọi người góp ý là trồng cây ăn quả hay là hoa màu thì mọi thứ cần phải có thời gian. Chứ không phải nói là làm luôn được. Bởi vì anh Thảo cũng rất là bận nhà của chị Sùng. Bản thân Xính thời gian hiện tại cũng đang thu ngô, rồi cháu Hiệp thì rất nhiều công trình nữa. Do vậy mà sẽ lần lượt để triển khai hết. Thứ nhất là qua video này thì cũng phải nói là xin quý khán giả kênh anh Thảo cũng như là kênh cháu Hiệp, các bác mà có cây thanh long gửi lên. Em thấy chỗ này thanh long có tiềm năng đấy. Thật ra là như thế này này Hiệp này, phải nói dễ là cây thanh long ở đây mình làm được, nhưng mà mức tiêu thụ nó kém. Cái chanh này thì bữa cơm nào hầu như là cũng phải có rồi. Đấy. Các bác mà có cây quả gì mà cảm thấy phù hợp với đất đai nhà Xính, các bác cứ gửi lên cho anh em mình.
anh em mình sẽ khi có quả rồi thì sẽ trân trọng mời các bác lên thưởng thức thôi. Có bên này cho bên này một cây đi anh Thảo. Ừ, em để lại một cây bên đây. Đấy, 10 cây, rất to, rất đẹp rồi. Đấy. Kỹ thuật thì anh em mình cũng học hỏi trên mạng thôi. Là lót phân chuồng ở dưới rồi, xong là với cái thế đất ẩm như thế này thì cứ tự đào hố sâu và chèn trồng cây vào thôi, gieo cây vào thôi. Đấy, cũng không có gì khó cả. Anh em mình sẽ không trồng những cái cây lớn ở trước cửa nhà. Thậm chí là những cây này sau này anh em mình còn chặt đi, bởi vì để mà nói phong thủy thì người Việt Nam mình vẫn cứ hay trước cửa nhà thì sẽ không để những cây lớn. Đó. Hết sức là tuyệt vời. Thì em chốt anh một phát ở đây. Chốt ở đây một cây nữa. Khi nào mình ra đây mình thường thường chanh là ở những cái nơi mình tiện này, rửa chân tay vặt luôn lá chanh vào, thái phát thịt gà ăn luôn. Cây xoài á? Ok, để làm bóng mát. Được, chấp nhận. Chốt đây một cái nữa đi. Hôm qua là anh cũng định hỏi giống xoài rồi. Yên Minh hiện tại thì là chưa có. Bây giờ trồng cái xoài lá gan kìa. Cái xoài mà quả hơn một cân ấy. Thì đấy, xoài lá gan ở trên bản trưởng cũng như là ở chỗ lão Lùng ấy. Nó to kinh khủng, quả đấy phải 2 cân. Có quả hơn 2 cân. Nhưng mà yên tâm. Đấy thì lại phải có sự đầu tư thôi. Hôm nay anh em mình cứ gọi là triển khai cái món này đã. Đấy. Kế hoạch trong thời gian tới thì hàng rào này, lắp téc này, rồi là sẽ biến cái khu gần nhà nhất của các em thành hoa màu hết. Bởi vì bản thân chúng cháu, những người đi thực hiện chương trình và đến gần với bà con ấy, là quá hiểu cái cảnh người ta thiếu rau cỏ. Thậm chí một nhánh hành không có, một củ tỏi không có. Nên là rất là thiếu thốn, cái gì cũng phải ra chợ, đâm ra là nó tốn kém. Đấy. Mấy cây rồi? Đâu cái hố vừa đào rồi? 5 cây rồi. Trồng chưa? Chưa, bên này một cây nữa, bên kia thì xính vào trồng cây xoài. Thì kệ nó, bỏ cái the rùa ra. Làm ở xe rùa để một phát đi. Cây đu đủ cứ để nguyên, mấy nữa thịt gà thì có lá chanh, xong lòng gà mình nấu canh đắng. là có chỗ tiêu thụ hết. Chỉ mong rằng các em khoảng 2 năm kiểu gì chả nuôi gà phải mời anh Hiệp lại ăn một bữa chứ. 2 năm mà không làm ra được con gà thì có mặt chết dở. Thế anh Thảo lại phải ăn ké à? Không phải, anh Thảo phải lên để hưởng thành quả của mình. Lúc đấy chanh nhiều rồi mình lấy cớ lên thu chanh thôi. Đây, lấy cây to to tí đi nhỉ. Bầu này đi. Đấy. Bây giờ nó như thế này rồi. Tầm 1 năm nữa thôi. Không đến 1 năm, em nói với anh Tết là có quả ngay. Đến Tết là có quả nhưng mà là nó chưa to ấy, chưa được nhiều ấy. Nó phải bám chắc nữa. Ở đây thì không sợ đâu, đất ở đây thì nó không trôi đi đâu được. Kể cả mưa to đến mấy. Đào hố hết chưa? Tra phân hết chưa? Để mang cây đi trồng nốt nào. Để trồng hai cây. Bên kia? À, ok. Bên này thì không trồng, mà sau này mình làm chuồng trại. Được. Ok, nhất trí. Đầu óc tính toán khá đấy. Đây là trồng cây xoài đúng không? Ừ. 2, 4, 6 cây. 6 cây chanh. Rất tuyệt vời. Đây này, có quả rồi này. Đấy nhá, xính nhá, ông nạp to rồi. Không cho ai đâu nhá, anh báo trước ấy. Anh mà lần sau lên anh mà đếm mà thiếu là chúng ta thấy. Xem tính xem làm bếp ở đến đâu thì mình sẽ trồng ở. Đây trồng gì ở đây này? Đấy, trồng đây thôi nhỉ? Đây cây kia một cây. 4 cây trồng bên này. Đây, để anh tra cướp cho. Ngày xưa đi trồng ngô, tay bốc phân. Đúng rồi. Bố mẹ bảo học ít thì tay bốc phân. Đúng, bốc phân thật. Bây giờ vẫn phải bốc ấy.
Bây giờ vẫn đi trồng ngô, vẫn bốc bình thường. Rồi. Bóc cái bầu ra. Xé nó. Xé nhẹ nhàng thôi nhé. Trồng gốc bên kia. Ôi giời. Thôi. Cứ cái cắm vào đây hết trơn. Bóng mát đâu nên là em không cần phải ấy ở đâu. Làm cả gì nó to có bóng mát đâu mà nó cùng lắm cao bằng này chứ. Cái này nó để thu hoạch quả thôi mà. Đây có hoa rồi đây này, nhìn thấy không? Đấy, có hoa rồi. Bây giờ là cái đợt này là nó bung quả luôn đấy. Phải nói thật là người đi chọn cây cũng khéo. Rõ ràng. Thực ra là anh định mua thêm nhiều một tí. Nhưng mà không có nữa rồi, hết rồi. Phải vào chủ nhật cơ thì nó mới có nhiều cây quả. Mọi người thử tư vấn anh em mình xem là comment ở phía dưới xem là nhà Xính Ngọc nên trồng cây gì nữa. Bởi vì là quỹ đất là phải nói là đối với hai vợ chồng để mà làm riêng phát triển được cái quỹ đất này thành hoa màu hết thì như nếu biết làm ăn nha em nói thật là ví dụ trồng hoa quả chẳng hạn đúng không? Thì tha hồ bán. Em nói thật nếu mà được thì đào ở đằng trước kìa. Trồng hết xoài. Một loạt trồng xoài trồng ruộng hết. Đấy. Nhưng mà bây giờ vấn đề là các em phải còn một khỏe, cây nữa Xính. Khỏe mạnh xong là phải tạo ra được cái gọi là em biết tại sao anh lại để mua chanh. Tại sao lại chọn cây chanh mà không chọn cây hoa quả khác không? Thì vừa nói rồi đây, lợi nhuận. Một là lợi nhuận, hai nữa là nhanh được thu hoạch. Ừ. Thì các em đã không có sức khỏe rồi thì mình cũng làm như thế để tạo tiền đề cho các em xong đấy. Đấy, đúng rồi. Một cây nữa cho vào đây em ơi. Oánh cả cụm vào đây cho anh. Nếu mà cứ dựa vào cây ngô thì anh nói thật một câu ấy là thứ nhất là không đủ ăn. Thứ hai là chỉ làm thuê cho cây ngô thôi. Được tầm 4-5 lạng đi, năm nay đợt này thì được 4-5 lạng đi. Ừ. Thì là cũng được mấy trăm nghìn rồi. Mấy trăm nghìn là mua ngô là ăn thoải mái rồi. Đúng không? Mua gạo là ăn được cả tháng rồi đấy. Đây, cho đây này. Đây thì khoảng thì phân dê có em cứ một tuần cho lần. Nó nhanh tốt phát triển tốt. Cũng không ít đâu nhỉ, 10 cây như này. Nhiều đấy. Hết hơi đấy. Xính có cỏ voi hay là có cái cây gì đấy rào nó vào không? Không, không cần rào đâu, ở đây chắc không còn gì phá đâu. Có gà chưa? Ở đây chắc không có gà đâu đúng không? Nhà có đúng cái nịt, có đúng một con gà. Chó gà không có thì chỉ sợ thằng nào xấu tính đêm mày ngủ nó sang nó lay thôi, nó lay cái gốc đi thôi. Đấy. Nếu mà có thật sự nếu mà có điều kiện thêm nữa thì trồng thêm nữa cũng được nhỉ. Phải không thiệt. Đúng rồi. Mọi người mà tư vấn anh em mà các bác có cô chú ở gần mà có thể hỗ trợ cho anh em mình được cái loại cây giống nào thì anh em mình sẽ đem hết lên cho các em để các em triển khai trồng bao quanh. Bởi vì là cái thế đất mà như cháu Hiệp nói rồi của nhà Xính và Ngọc thì nó ôm. Nó ôm hết vào căn nhà và nó như cái những cái thửa ruộng bậc thang nó ôm vào cái mỏ mâm xôi ấy. Nên là nếu như nước đều như thế này anh em mình sẽ tiến hành cho các em đào ruộng để trồng lúa hoặc là trồng hoa màu. Nhưng mà vấn đề là trồng ví dụ trồng cây ăn quả thì sẽ bài toán đặt ra là sẽ phải tạo cho các em một cái việc làm gì để ổn định để các em chăm sóc cây ăn quả và thu hoạch và bán thôi. Còn đây là những cái cây mà quả chanh như anh Thảo nói đấy là nó chỉ gọi là thứ nhất là nó nó là cho có cái sử dụng đã, bây giờ có chanh rồi. Đấy, mấy nữa trồng ớt, trồng hành, trồng tỏi nữa, tức nghĩa là gia vị các em đã cơ bản. Rồi là trồng được rau nữa, tức nghĩa là các em chỉ cần mua dầu về là có thể là nấu những cái bữa chay như vậy rồi. Rồi là nếu nuôi gà thì đôi khi có quả trứng này, hoặc là mình đi làm được thì mình sẽ có được những cái số tiền mình mua những cái món quà, thức ăn khác, thực phẩm khác cũng đều rất là tốt. Đấy, do vậy là hôm nay anh em mình trời mưa không có gì làm. Phải nói là như thế, mưa thì biết làm cái gì đâu.
như nhà của Lùng Máy hiện tại nhá, là anh em thợ về hết rồi. Bởi vì mưa thì đối với nhà Lùng Máy thì không thể chở vật liệu được, do vậy nhà mà cũng không thể chở vật liệu được lên được nhé. Đấy, xe máy không thể đi được ấy, xe máy đi là đất nó bám hết vào bánh xe, do vậy mà là anh em hôm nay ngày mưa thì không làm gì, nên là anh Thảo mới nảy ra ý tưởng là sẽ hỗ trợ các em 10 cây chanh và cháu Hiệp thì lên làm công tác truyền thông cho anh Thảo, nói thẳng là như vậy. Bởi vì hiện tại là anh em đang đi với nhau và mỗi anh em đều có những cái hoàn cảnh, đều có những cái công việc giúp bà con. Em mong rằng mọi người sẽ cùng nhau ủng hộ anh em mình. Còn nếu quý khán giả nào mà cảm thấy anh em mình, những cái việc làm của anh em mình là vô bổ hay là chưa thật sự phù hợp với cái nhu cầu xem của mình thì mọi người có thể bỏ qua nhé. Cũng đừng mong là đừng để lại những cái bình luận tiêu cực. Bởi vì như thế thì thứ nhất là mọi người nói tiêu cực thì nó cũng tốt cho mọi người là giải tỏa được cái cảm xúc nhất thời đấy. Tuy nhiên thì nó lại là một cái áp lực. Anh em mình đọc được thì thật sự là cũng sẽ buồn. Đấy. Nên là mong rằng mọi người xem video bằng cả cái tâm. Đó. Bây giờ thì em xính rồi. Đấy. Thì mọi người thử nói xem chanh tứ mùa ở chỗ các bác là bao nhiêu tiền một cân? Đấy. Tôi cháu Thảo là cứ phải bình là tầm 30. Và lúc hiếm thì ví dụ mà vào chanh ta không có thì nó sẽ đắt. Chanh ta mùa không có thì lại vào tầm 50. Đấy thì nó đắt. 50.000. Còn nếu mà chanh ta mà có thì nó sẽ rẻ. Hôm nay đúng ra là như vừa nói đấy là sẽ triển khai hạng mục lắp téc nhưng mà mưa quá. Xe không thể lên được. Dã man chưa? Ừ. Đấy. Bín nếp à? Bín nếp phải không? Cho anh xin nhá. Cả bín to lắm các bạn. Là đây phải bín nếp nhỉ? Vỏ phát biết. Có mà gõ cái dạ, vỏ nó dày khó biết lắm. Bây giờ chỉ... không phải, cái này không phải. Cái này không phải bí nếp. Ngọt mà. Dày không? Một quả đi. Thôi. Ngọt á? Nó dày như này không? À. Hay là mỏng thôi, thịt của nó. Dày mà. Dày à, kéo bí nếp rồi. Làm gì mà phải bí nếp ta? Ngọt mà. Ăn ngọt lắm đúng không? Đúng rồi. Là bí nếp rồi. Thôi để em ăn thôi chứ bọn thật anh ra là như này này, cái này không phải để em ăn đâu mà em bóc ra em nhớ để hạt làm giống nhá. Đúng rồi. Để trồng năm sau nữa. Bọn anh ở ngoài thị trấn thì ra chợ là có, nhưng mà bọn em trồng mãi mới được cái này, bảo anh cầm về thì ngại quá. Đúng. Nhà bố mẹ anh cũng trồng được mà, nên là to này. Sau này mà xính mà phát triển được cái loại bí này là hàng rào ấy. Thật ra nhiều mô hình làm ăn lắm, chỉ sợ các em không đủ sức và không làm được thôi, chứ còn bây giờ mà trồng được một dàn bí nhá, như thế này nhá. Một cân là khoảng 15.000. Một quả đã là mấy cân rồi, thì ra chợ thì một tải một tuần thôi là đủ ăn cả tuần rồi. Đấy, đấy cũng là một hình thức hoa bán được, ngọn ăn được và quả bán được. Quá nhiều thứ tiện lợi luôn. Đấy. Nếu mà các bác ở dưới ít được ăn hoa bí. Nếu mà hoa bí, xào tỏi còn thêm ít ớt vào nữa, ăn ngon cực luôn. Hoặc là nấu canh xương đều tuyệt vời. Xong rồi anh em uống nước xong là sẽ xin chào tạm biệt thôi. Đấy. Nào đấy, nào nhà sáng sủa sạch sẽ như thế này là anh chấm 8 điểm. Đấy. Ngọc là đi hộ bác à? Vâng. À, vẫn trà của anh Điệp cho anh nhỉ? Đấy, đừng đấy thôi, hãm lên là được rồi. Thời gian này thì các em đang tranh thủ để mà giúp bà con thu ngô. Đi lấy công. Bởi vì là người ta cũng đến hộ mình đào nền rồi, bây giờ mình không có gì, không có ngô, một vụ này không có thì mình phải đi giả công người ta. Thì nói tóm lại là đã là hàng xóm thì tối lửa tắt đèn, phải đây cho vào đây tráng này, phải có nhau. Và đến lúc mình gặp khó khăn thì người ta mới giúp mình, đúng không? Đấy, những cái đấy là lẽ ở đời nó phải thế thôi. Thì như thế người ta cũng còn quý, còn thương mình hơn nữa, đúng không? Đấy, tráng bây giờ hàng xóm này thì ai cũng quý em rồi, cũng thương em rồi, đúng không? Đấy. Mình thì không nói nhiều làm gì, cứ làm là cứ làm hộ, cứ bao nhiêu thì hộ với cái tâm sức của mình thôi, thì như thế thì mọi người sẽ quý hơn. Nói chào trà hãm một tí thì rất là sao luôn. Bây giờ là đi ăn cơm hả? À, có đi ăn cơm không? Đây là đang nghỉ mưa, thấy gọi điện thoại đúng không? Ừ. Đông lắm ạ, bao nhiêu người? 20 người. 20 người là một phát luôn à? Vâng.
Hết nương luôn à? Hết nương luôn. 20 người, thế là một ngày thôi nhỉ? Là xong. Tôi là bà con, người ta sẽ ngày này nhà tao, thì ngày mai là nhà mày, tất cả cũng dồn 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 như thế, nó nhanh. Bởi vì ngô chín rồi thì thu càng nhanh càng tốt, nó đỡ mọc mầm. Mưa như này này, sợ cái lúc mưa như này hay bị mọc mầm. Nhà xính không hết chưa? Hết rồi. Một nhà, nhà có tí thì hết rồi. Đâu, đã mua bên này, nhưng mà sinh năm nay là chỉ gọi là có ké thôi, ngô ké thôi chứ cũng không có. Ngô ké là như thế? Thì bố trồng mấy cái rồi, thì mình vừa chuộc đất lại thì mình chỉ được chia một tí thôi. Thế may còn được một tí đấy, chứ không là còn món. Đi. Chỗ này thì là của anh Thảo, anh ấy tặng em 10 cây nhé. Hôm nào mà... Làm muốn làm lộc. Hôm nào mà có con gà nào mà nó đầu nó cảm giác nó đau một tí ấy, thì mình đun nước lên xong là mình ra xem là ai ra cây chanh của anh Thảo là thế nào rồi. Thôi nhưng mà bây giờ thì cứ hạn chế bạn lá đó. Chỉ để nó tầm 2-3 tháng nữa đấy. Bao giờ nó cứng gốc đi cho nó chắc ăn. Dễ nó ăn chắc hết vào ấy đã. Xong lúc nào nó lớn thì anh sẽ dạy em cách chiết. Là em lúc đấy em tự nhân rộng ra nữa, là mình không cần phải đi mua. Nếu mà nó to thì chiết cành rất là dễ. Anh nói thật nhá, tại vì đất của em như này anh tư vấn thế này này, anh sẽ nếu mà làm được anh sẽ tài trợ cho. Tôi nghĩa là em thích trồng cây gì, bởi vì đã là cây ăn quả thì nó không thấp đâu, nên là dưới em vẫn trồng ngô bình thường. Đến mùa em trồng ngô, trồng đỗ tương, sen canh bình thường. Nhưng mà em phải chăm được và em phải hứa là làm được anh tài trợ cho thì nó mới có thành quả. Đúng. Đấy. Ví dụ trồng cây xoài 5m một cây chẳng hạn, hay 3m một cây, thì cái khoảng đấy em trồng đỗ tương hay trồng ngô bình thường như mọi năm nó không ảnh hưởng gì đến cái đất của em cả. Đấy. Vấn đề là vai vợ chồng phải làm được. Có làm được không? Bây giờ anh chỉ nói đơn giản là nếu mà như thế này thì rảnh, nếu mà trồng cây ăn quả em chỉ rảnh như một tuần, cuối tuần em rảnh thì lại dãy cỏ thôi. Dãy cỏ mà lấy phân cho vào thôi. Chỉ đơn giản này, chỉ đơn giản nếu mà em được đồng mà đầu tư cho em. Em thấy cây xoài ở Lão Lùng không? Một quả nó to như cái lá gan lợn ấy thì nó ném một phát thì đúng là chỉ còn chết con chó thôi. Một người không ăn hết quả đấy được, phải tầm 3-4 người. Tại vì là theo như của anh tính ấy thì là anh chỉ tính ngắn đường ngắn cho em thôi. Cái này nó thu hoạch được đều. Đấy, là cái đấy là sẽ là có các tiền để mua mắm muối các thứ sinh hoạt hàng ngày. Người Mông ấy thì cái đất của người Mông thì chỉ có cái tác dụng thứ nhất là để trồng cây lanh, làm cái vải để chờ cho ngày chết kia thôi, anh nói thật. Đúng rồi. Thứ hai là trồng cây ngô để cho vào mồm và cho lợn ăn, lợn với người ăn chung. Như thế thì nó chưa hiệu quả. Thứ ba là chỉ để trồng cây đỗ tương để làm cái tàu chóa với đậu phụ người Mông tự làm, cũng chưa ăn thua. Nó không ra được nhiều tại vì nó lâu ngày quá. Bây giờ anh chỉ nói đơn giản là đằng trước cửa để em làm được, em trồng rau cho anh. Anh nói đơn giản nhé, bây giờ một cái mớ rau muống em bán nhập cho người ta thôi cũng đã 4.000 rồi, ra chợ họ sẽ bán 5.000. Đấy, em trồng hai luống thôi, một ngày cứ trồng hai luống, nếu mà mưa này nhá là 4-5 ngày em được thu hoạch một lần, 4-5 ngày em thu hoạch một lần. Đấy thì giá trị kinh tế của nó cao hơn rồi, cao hơn rất là nhiều. Vì giống, nếu mà giống thì nó bỏ ra không đáng kể bao nhiêu cả. Thật ra nói thì rất dễ, nhưng mà nếu bọn anh làm thì bọn anh thấy dễ thật, còn em thì anh chưa dám đầu tư. Vì là gì? Bây giờ nhá, mình cứ tính là cái chỗ này nếu mình làm dàn được, mình sẽ làm một dàn mướp, một dàn bầu, một dàn bí. Anh cũng có ý như thế, anh cũng gốc mình trồng rau cải hoặc trồng ớt. Bên trên thì dàn nó lên trên mà, nó thả quả xuống thôi, mình vặt. Cứ như thế mình thứ nhất là mình vừa có cái ăn, thứ hai nữa là nếu mà dư giả thì mình vẫn có thể là xuống bán được. Đấy. Nhất là quả bầu nhá, quả bầu là ví dụ như nhà anh trồng bầu với bí thì một vụ bọn anh bán cũng được 1-2 triệu một loại. Một vụ thôi, tất nhiên là nó đã là nông thì nó không giàu đâu. Nó mình làm kiểu đấy gọi là mình tận dụng hết quỹ đất cũng như là hiệu quả cái miếng đất của mình thôi. Còn để giàu thì mình phải làm nông nghiệp một cách công nghiệp, tức nghĩa là nhân số lượng lớn lên và làm phải có học hỏi, phải có đi học chứ không phải là làm nông mà không học không được đâu. Nhưng mà với sức khỏe của em bây giờ thì anh nghĩ là cũng khó. Là em có thể hái được. Thì cái cây xanh này nó cao căng nhất thì lên đến tầm mặt mình vẫn hái được, là cao nhất, cây xanh cũng mùi. Nhưng mà nó sẽ xòe rộng ra, mình để nó xòe càng rộng thì lượng quả lại càng lớn, thì thu nhập của mình này nó cũng
có gì đấy gọi là thay đổi một chút. Nói chung đây sẽ là cái bước đệm. Anh uống nước đi, xong là anh em mình xin phép thôi nhé, để em còn để công việc của em nữa. Nay tranh thủ mưa thì lên một chút thôi để là làm cái động lực cho em thôi. Nhiều lúc là đi xin lá chanh từ nhà bố thì nhiều lúc cũng rắc vào con gà anh ăn, anh cũng thấy sợ em bị chửi. Có, trên nhà bác cũng có. Rồi uống nước xong bọn anh về nhá. Cây nhà bác là một năm có quả một lần thôi đúng không? Đúng rồi, canh to. Ừ, còn cây này là một năm có lần 4 lần quả cơ. Đấy. Tự nhiên là nó hết hoa tàn phát, hết quả phát nó lại hoa tiếp. Như thế thì thế nên đấy là lý do anh mua cây này để tặng em. Đây là món quà của riêng anh tặng cho em luôn nhá. Đấy. Em cảm ơn em rất nhiều. Tài cái. Được, thằng này được. Rồi thế thôi, hôm nay nói chung là vợ em không ở nhà thì anh cũng thấy thiếu thiếu. Bởi vì là lên nó phải thấy vợ em nữa thì nó mới, nhà nó mới rực rỡ đấy chứ, đúng không? Thôi chắc là sáu thảo để À, anh em mình chắc là cũng tạm biệt Xính thôi. Để nếu mà nắng thì mai anh sẽ mang téc lên. Anh đã mua ở nhà anh Thanh Mai rồi. Vấn đề là mưa người ta không lên được, chịu đường đất nhiều quá. Thì là được thế thì tốt quá. Bởi vì là anh em làm việc tốt thì cùng nhau làm thì nhiều khi nó lại lan tỏa hơn. Đấy. Thì rất là cảm ơn anh Thảo. Hy vọng rằng là 10 cây này nó sẽ phát triển tốt và cho có nhiều quả. Việc của em là nuôi nhiều gà, còn anh thì sẽ bên đun nước với cả được thế thôi. Nếu vậy thôi là mọi người thấy những cái định hướng của anh em mình về cái tài nguyên đất của nhà em Xính như thế nào. Thì cũng rất tiếc là hiện tại thì chưa có flycam để bay cho các bác xem hình địa hình đất cũng như là cái quỹ đất. Còn đến khi có máy bay rồi thì các cháu sẽ bay cho các bác xem và thật sự là sẽ có những cái sự tư vấn tốt nhất cho các em. Đương nhiên là không chỉ giúp mỗi Xính Ngọc mà còn rất nhiều hoàn cảnh anh em mình sẽ đến và sẽ giúp nữa. Nhưng mà đến với hoàn cảnh nào anh em mình cũng phải hết mình và làm một cách toàn tâm toàn ý nhất, giúp đỡ các em một cách là trọn vẹn nhất để các em phát triển và thay đổi cuộc sống của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, hẹn gặp lại quý khán giả trong những thước phim tiếp theo. Tam Giác Mạch xin phép giới thiệu với quý khán giả trên kênh. Hiện tại thì gian hàng nhỏ bé của Tam Giác Mạch có những sản phẩm bao gồm là trà đây. Đấy. Mật ong hoa bạc hà, sản phẩm thuốc đại tràng HG, măng rừng này, dứa rừng này, rồi là chuối hột và đặc biệt là có sản phẩm mật ong khoái rừng tự nhiên xịn, măng thì cực kỳ đẹp rồi. Đấy, nấm ngọc cầu ngâm rượu nhé, công dụng thì rất là rõ, bổ máu bổ thận, kích thích đường tiêu hóa thông tiểu. Đấy, bổ dương cực mạnh nhé. Đấy, hoa đu đủ này, măng rất nhiều, rượu kháu vái lèng. Đấy, mỗi khi mua sản phẩm thì sẽ được tặng thêm một chai để dùng thử. Ngoài ra thì có nụ tam thất và sản phẩm nghệ mật ong bạc hà ngâm nghệ đen, tác dụng là chữa đau dạ dày, viêm loét dạ dày. Đấy, tăng cường hệ miễn dịch và ngăn sự phát triển của tế bào ung thư. Ngoài ra thì có bột tam thất này. Đấy, và cả hạt óc chó nữa mọi người nhé. Cô ba anh chị mua thì liên hệ theo số điện thoại 08161 45678 là Tam Giác Mạch sẽ gửi cho ạ. Xin cảm ơn ạ.